Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã đến với chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Trong chương trình Thời sự tối nay, Chủ nhật ngày 21 tháng 7, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Đoàn đại biểu Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tới dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ cả nước và các anh hùng liệt sĩ quê Hải Phòng đang yên nghỉ tại các nghĩa trang của tỉnh Hà Tĩnh nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Hiện vẫn còn xảy ra tình trạng thất thoát ngân sách nhà nước ở một số lĩnh vực, trong đó có thương mại dịch vụ. Vì vậy, từ nay đến cuối năm, nhiệm vụ chống thất thoát ngân sách đang được đặt lên hàng đầu đối với Cục Thuế Hải Phòng. Mặc dù đã áp dụng nhiều biện pháp gồm cả xử lý hành chính, nhưng tình trạng trốn trạm thu phí BOT tiền cựu vẫn xảy ra, thậm chí có chiều hướng gia tăng trong thời gian qua. Cùng một số thông tin đáng quan tâm khác, sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, sáng nay đoàn đại biểu Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố do đồng chí Lê Khắc Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố làm trưởng đoàn tới dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ cả nước và các anh hùng liệt sĩ quê Hải Phòng đang yên nghỉ tại các nghĩa trang của tỉnh Hà Tĩnh và dâng hương tại mộ phần Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở Vũng Chùa, Đảo Yến, tỉnh Quảng Bình. Cùng đi có các đồng chí Cao Xuân Liên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Bùi Đức Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố. Ghi nhanh của nhóm phóng viên thời sự vừa thực hiện. Đoàn đại biểu thành phố Hải Phòng đến dâng hương dâng hoa tại nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh tại Cầu Nhe ở xã Vĩnh Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, thể hiện tình cảm, trách nhiệm và sự tri ân sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Cảng đối với sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Tại khu di tích lịch sử ngã ba Đồng Lộc và cụm tượng đài 10 nữ thanh niên xung phong, đoàn đại biểu thành phố Hải Phòng đặt vòng hoa dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống tại chiến trường ngã ba Đồng Lộc. Viếng mộ 10 nữ thanh niên xung phong nhằm tưởng nhớ công lao của các anh hùng thanh niên xung phong hy sinh trong hai cuộc kháng chiến của dân tộc. Tiếp tục hành trình tri ân, đoàn đại biểu thành phố Hải Phòng tới dâng hương tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa, Đảo Yến, tỉnh Quảng Bình. Đoàn kính cẩn tri ân những cống hiến to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người anh cả của lực lượng quân đội nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tại mỗi khu di tích, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Khắc Nam thay mặt đoàn công tác trao quà tặng cho Ban Quản lý di tích, thể hiện trách nhiệm và sự tri ân sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Hải Phòng đối với sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ. Những năm qua, phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, thành phố luôn ưu tiên nguồn lực lớn cho công tác chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ năm nay, thành phố đã dành hơn 166 tỷ đồng tặng quà cho gia đình chính sách, người có công với giá trị mỗi suất quà là gần 3,5 triệu đồng. Hải Phòng là địa phương có mức quà tặng cao nhất cả nước, thể hiện sự tri ân sâu sắc, thiết thực của thành phố đối với gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, tối qua tại trường quay S3 Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng đã diễn ra chương trình giao lưu nghệ thuật với chủ đề Đồng đội ơi tôi nhớ. Tới dự có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Xuân Bình. Xuyên suốt chương trình là những ca khúc quen thuộc đi cùng năm tháng đã giúp khán giả hiểu thêm về đời sống chiến đấu, về những tâm tư, khát vọng của người chiến sĩ thời chiến tranh. Ca ngợi tình đồng đội của những người con từ những miền quê khác nhau cùng chung lý tưởng lên đường theo tiếng gọi của Tổ quốc. Tại chương trình, khán giả còn được giao lưu với những người chiến sĩ tham gia quá trình tìm kiếm hài cốt những năm qua, ôn lại ký ức khốc liệt, hào hùng của người lính từng chiến đấu ở thành cổ Quảng Trị, nơi cái sống và cái chết chỉ cách nhau trong gang tấc. Tại chương trình, các nhà tài trợ cũng trao nhiều phần quà ý nghĩa cho 5 gia đình thương binh liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn và ủng hộ xây nhà tình nghĩa đồng đội cho một cựu chiến binh.
Trong 6 tháng, thu ngân sách của thành phố đạt hơn 44.568 tỷ đồng, trong đó riêng số thu nội địa đạt gần 12.600 tỷ đồng, tăng 30,8% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 51,3% dự toán pháp lệnh và 47,77% dự toán Hội đồng Nhân dân thành phố giao. Hải Phòng hiện đứng thứ 3 cả nước về tổng thu ngân sách, gồm cả thu xuất nhập khẩu. Thu ngân sách nội địa đứng thứ 8 cả nước. Tuy nhiên, vẫn còn xảy ra tình trạng thất thoát ngân sách nhà nước ở một số lĩnh vực, trong đó có thương mại dịch vụ. Do vậy, từ nay đến cuối năm, nhiệm vụ chống thất thoát ngân sách đang được đặt lên hàng đầu đối với ngành thuế. Người bán hàng không xuất hóa đơn, người mua hàng cũng không cần hóa đơn là tình trạng diễn ra phổ biến trong lĩnh vực thương mại dịch vụ. Trên địa bàn thành phố có hàng vạn hộ kinh doanh dịch vụ, nhưng khoảng 3/4 số hộ có thu nhập dưới 100 triệu đồng một năm đã không nằm trong danh sách quản lý của cơ quan thuế, cho thấy sự thất thoát lớn về thu ngân sách trong lĩnh vực này. Để chấn chỉnh việc thất thu thuế trong lĩnh vực thương mại dịch vụ và ăn uống, Bộ Tài chính đã quyết định tăng cường chống thất thu thuế đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh và hộ kinh doanh cá thể. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp và hộ cá thể còn lợi dụng chính sách khoán để khai doanh thu, mức thuế thấp dẫn đến việc thất thu ngân sách trong lĩnh vực này khá cao. Theo báo cáo của Cục Thuế thành phố, trong số 10 trên 16 chỉ tiêu, thu ngân sách nhà nước đạt dưới 50%, thì có thu thuế khu vực ngoài quốc doanh đạt 45,8% dự toán pháp lệnh. Kết quả thu trên cơ sở phân tích đánh giá thì cũng như Thành ủy, Hội đồng dân, Ủy ban thành phố đánh giá một số cái lĩnh vực như thương mại, dịch vụ là còn thất thu, thì cơ quan thuế cũng đã đánh giá đây cũng là một trong những cái khu vực là cái sự kiểm soát, cái sự chấp hành của các cái cơ sở kinh doanh, đặc biệt là các cái doanh nghiệp mà kinh doanh khách sạn, nhà hàng, thế rồi dịch vụ ăn uống, karaoke trên địa bàn, là cái việc chấp hành kê khai xuất hóa đơn khi bán hàng là cũng còn rất hạn chế. Vì trên cơ sở cái tốc độ tăng trưởng cái khu vực ngoài quốc doanh mà chúng tôi đánh giá hiện nay là chưa tương xứng với lại các cái khu vực. Các khu vực khác thì đều tăng trên 2%. Nhưng riêng cái khu vực ngoài quốc doanh thì mới tăng được 14% so với cùng kỳ. Thì đây là một trong những cái hạn chế mà chúng tôi cho là còn thất thu ở cái khu vực này. Qua công tác thanh tra kiểm tra tình hình kinh doanh, các dịch vụ thương mại ăn uống trên địa bàn, các cơ quan chức năng của Cục Thuế thành phố đã phát hiện và đề nghị hộ kinh doanh kê khai bổ sung kịp thời doanh thu trên hóa đơn có sai lệch với ngành nghề thực tế kinh doanh, đồng thời có biện pháp quản lý cụ thể bằng cách xác định tỷ lệ doanh thu bán hàng ăn uống và ấn định đối với những cơ sở kinh doanh chưa chấp hành. Tuy nhiên, một trong những khó khăn đặt ra trong công tác quản lý thuế trong lĩnh vực này là người dân chưa có thói quen lấy hóa đơn sau khi sử dụng dịch vụ ăn uống cũng như các dịch vụ khác. Việc kê khai không trung thực khiến nhiều hộ kinh doanh nằm ngoài danh sách được quản lý thuế. Thuế tiếp tục chỉ đạo các chi cục thuế, quận huyện là làm tốt cái công tác tham mưu cho cấp chính quyền địa phương, tập trung nhiều giải pháp vào cái công tác đấu tranh chống thất thu. Và đặc biệt là chúng tôi đã ban hành 4 quyết định thành lập 4 đoàn thanh tra kiểm tra để rà soát, phân tích, đánh giá các cái cơ sở hoạt động sản xuất kinh doanh, thương mại, dịch vụ, đặc biệt là cái khu vực khách sạn, nhà hàng. Thế rồi là các cái cơ sở kinh doanh karaoke, massage trên địa bàn thành phố. Đây là một trong những cái khu vực mà tiềm ẩn cái việc thất thu thuế là khá cao. Đồng thời là ấn định đối với các cái doanh nghiệp chưa chấp hành, chưa khai đúng, khai đủ. Còn nếu doanh nghiệp mà không thực hiện, hộ kinh doanh không chấp hành, thì chúng tôi sẽ tham mưu cho Ủy ban thành phố và thực hiện cái việc giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh và sẽ quản lý một cách chặt chẽ cái doanh thu. Chúng tôi tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố áp dụng cái công nghệ thông tin vào cái công tác quản lý đối với lại các lĩnh vực nhà hàng, khách sạn. 26.365 tỷ đồng là chỉ tiêu về số thu ngân sách nội địa của thành phố cần phải thực hiện trong năm nay. Để đạt và vượt kế hoạch thành phố giao, mỗi tháng Cục Thuế thành phố cần phải phấn đấu thu hơn 2.300 tỷ.
Từ nay đến cuối năm, các biện pháp chống thất thu ngân sách, gian lận nợ đọng thuế cần triển khai đồng bộ quyết liệt hơn nữa, tập trung quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế, ra soát lại tất cả các khoản thu, khai thác tăng thu bù đắp vào các khoản hụt thu, tập trung vào các doanh nghiệp, hộ mới kinh doanh, các nhà hàng khách sạn, hộ cho thuê nhà, cho thuê địa điểm kinh doanh, lập sổ bộ thuế để quản lý thu thuế, phấn đấu quản lý 100% tổ chức cá nhân nộp thuế. Thời gian qua, công tác cải cách hành chính được Công an quận Hải An tập trung thực hiện với khẩu hiệu hành động trong lực lượng công an nhân dân là chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả, gắn với phong trào Công an nhân dân học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy. Đây là phòng tiếp dân kiểu mẫu. Người dân chỉ cần đến đây 2 lần, trong đó một lần nộp hồ sơ, một lần nhận kết quả. Việc xác minh trong nội bộ, sử dụng phiếu yêu cầu xác minh, không để công dân đi lại nhiều lần. Qua đó giúp giảm bớt yêu cầu, thủ tục không cần thiết. Đến đây làm về thủ tục, thí dụ là hộ khẩu hoặc là chứng minh nhân dân, thì nói chung là những người như chúng tôi mà mắt kém không biết là cũng được các đồng chí gọi là làm giúp và chỉ bảo rất là đến nơi đến chỗ đó. Bố trí cán bộ có phẩm chất đạo đức, ý thức trách nhiệm cao, có năng lực công tác chuyên môn để trực tiếp tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính là một trong những đột phá trong cải cách hành chính của lực lượng công an quận Hải An và các đơn vị trực thuộc. Cùng với bảo đảm mục tiêu 3 giảm về thời gian, thủ tục và chi phí cho công dân, doanh nghiệp, theo hướng cải tiến quy trình, công khai, minh bạch, là sự kiên quyết thay đổi tư duy quan liêu mệnh lệnh sang tư duy phục vụ, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo đánh giá hoạt động công vụ của tập thể, cá nhân. Năm 2019 thì đội cũng đã cập nhật những cái văn bản mới nhất về công tác cải cách hành chính và các thủ tục hành chính để niêm yết công khai tại trụ sở của nơi tiếp dân của công an quận, để tạo điều kiện cho mọi công dân đến để có thể nắm bắt được cái thủ tục hành chính của nhà nước quy định, cán bộ đón tiếp công dân để hướng dẫn các thủ tục hành chính tỉ mỉ cho công dân để làm thủ tục. Đối với những trường hợp mà cái thủ tục đầy đủ của việc đó thì chúng tôi hoàn chỉnh hồ sơ và trình lãnh đạo ký luôn trong ngày và trả cho công dân, để tạo điều kiện cho công dân không phải đi lại nhiều lần. Nhờ thực hiện đồng bộ các biện pháp đẩy mạnh cải cách hành chính trong các lĩnh vực, từ đầu năm đến nay, Công an quận Hải An đã tiếp nhận giải quyết hơn 3.800 hồ sơ, trong đó hơn 90% hồ sơ được giải quyết sớm so với thời gian quy định, tiếp nhận hơn 3.600 hồ sơ cấp căn cước công dân, trả hơn 2.100 thẻ căn cước công dân. Phối hợp với phòng PC06 Công an thành phố, tổ chức nhiều tổ công tác làm thủ tục cấp thẻ căn cước công dân lưu động tại các gia đình có người tàn tật, người già yếu. Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ chung tay hành động giải quyết vấn đề rác thải nhựa, sáng nay tại các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố, Công đoàn Khu Kinh tế Hải Phòng tổ chức các chương trình hưởng ứng Ngày Đoàn viên Công đoàn với nhiều hoạt động sôi nổi ý nghĩa, thu hút hàng nghìn công nhân lao động tham gia hưởng ứng. Với chủ đề Bảo vệ môi trường phòng chống rác thải nhựa, tại khu công nghiệp Nomura, hàng nghìn cán bộ, đoàn viên, người lao động hào hứng tham gia thu gom rác thải, đi bộ đồng hành tuyên truyền nói không với sản phẩm nhựa và túi ni lông sử dụng một lần, thi vẽ tranh với chủ đề Chúng em bảo vệ môi trường, thi thiết kế thời trang bằng vật liệu tái chế thân thiện với môi trường. Ở bên Nhật thì tôi rất thường xuyên tham gia những hoạt động như thế này và tôi thấy là hoạt động hôm nay của các bạn rất là tuyệt vời. Sau khi tham gia buổi hoạt động ngày hôm nay thì tôi thấy không khí rất là hào hứng vui vẻ và tôi sẽ tiếp tục phát động cái phong trào và tham gia những cái chương trình như này cho toàn thể cán bộ công nhân viên. Cái hoạt động của ngày hội này rất ý nghĩa, đặc biệt là cái ngày được đại biểu là cái chương trình mà tổ chức dọn vệ sinh tổng thể các trong khu công nghiệp và dọc cái tuyến đường nằm ngoài khu cổng công nghiệp ấy. Thì thấy hoạt động này rất là bổ ích, giúp cho tất cả các đoàn viên nhận thức được cái ý nghĩa của cái việc mà bảo vệ môi trường. Cũng trong sáng nay, tại các khu công nghiệp V-Ship, Nam Cầu Kiền, Tràng Duệ, Đồ Sơn, Đình Vũ cũng diễn ra hàng loạt các hoạt động thu gom rác thải, diễu hành chung tay vì môi trường xanh, tuyên truyền phòng chống rác thải nhựa, chỉnh trang cảnh quan tại khu công nghiệp, trao tặng các sản phẩm thân thiện với môi trường, tất cả vì mục tiêu chung tay bảo vệ môi trường vì Hải Phòng xanh.
Với mong muốn hoạt động này thì chúng tôi muốn có một cái sự truyền thông, truyền tải đến toàn thể công nhân lao động là các bạn hãy nâng cao ý thức của mình về bảo vệ môi trường, cũng như là nâng cao được cái hành động của mình để cùng chung tay bảo vệ môi trường, và trước mắt là tập trung cho cái hoạt động bảo vệ môi trường ở tại chính cái nơi mình đang làm việc. Hy vọng là mỗi người lao động, mỗi đoàn viên công đoàn sẽ là một tuyên truyền viên không chỉ cho tại đồng nghiệp của mình mà lan tỏa cho các doanh nghiệp khác cũng như ở tại dân cư. Trước đó, nằm trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, Công đoàn Khu Kinh tế tổ chức hội trại Ngày đoàn viên Công đoàn với chủ đề Vì thành phố càng xanh, vì công đoàn vững mạnh, với sự tham gia của 42 công đoàn cơ sở, tổ chức các gian hàng bán giảm giá cho công nhân lao động. Phát huy hiệu quả các hoạt động ý nghĩa này, thời gian tới Công đoàn Khu Kinh tế tiếp tục tổ chức tuyên truyền về bảo vệ môi trường, chống rác thải nhựa tới từng đoàn viên nhằm nâng cao trách nhiệm của công nhân lao động trong việc tích cực tham gia bảo vệ môi trường với những hành động cụ thể, thay đổi thói quen, khuyến khích sử dụng đồ dùng thân thiện với môi trường, tái sử dụng túi ni lông, phân loại các sản phẩm sau sử dụng làm từ nhựa, góp phần bảo vệ môi trường và xây dựng thành phố càng xanh. Thưa quý vị và các bạn, bám đuôi, đâm cần barrier vượt trạm để trốn phí BOT tại trạm thu phí BOT Tiên Cựu quốc lộ 10, thậm chí là hành hung cán bộ nhân viên thu phí. Huyện Vĩnh Bảo sẽ hoàn tất thủ tục giúp người dân xã Vĩnh An được sử dụng nước sạch của công ty cổ phần cấp nước Hải Phòng và những biện pháp phòng tránh tình trạng đuối nước ở trẻ em trong dịp hè. Đây là những vấn đề đáng chú ý sẽ có trong mục theo dòng thời sự tuần này của chúng tôi. Trước hết mời quý vị hãy đến với phần điểm sự kiện nổi bật trong tuần qua phần trình bày của biên tập viên Ngọc Lai. Xin mời anh. Vâng, xin cảm ơn biên tập viên Nguyễn Hoàng và Thiên Trang. Thưa quý vị và các bạn, sau 2 ngày làm việc tích cực, khẩn trương với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng bộ, cử tri và nhân dân thành phố, kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân thành phố khóa 15 đã hoàn thành chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân thành phố đã thống nhất biểu quyết thông qua 24 nghị quyết liên quan đến nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và đời sống dân sinh. Kỳ họp cũng nhất trí thông qua 5 nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư 5 dự án, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư 2 dự án quan trọng. Đáng chú ý là nội dung chất vấn và xem xét trả lời chất vấn. Với tinh thần dân chủ, đổi mới, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã phối hợp với các thành viên Ủy ban nhân dân thành phố, chịu trách nhiệm trả lời thẳng thắn, rõ ràng và không né tránh tất cả những vấn đề mà đại biểu nêu ra. Tiếp tục thông tin về những hệ lụy của sự việc chỉnh điểm tăng đột biến sau phúc khảo tại kỳ thi vào lớp 10 trung học phổ thông tại Hải Phòng. Mới đây, Ủy ban nhân dân thành phố đã có báo cáo chính thức gửi Thường trực Thành ủy Hải Phòng làm rõ những vấn đề liên quan. Cụ thể, sau rà soát, báo cáo khẳng định việc sai sót nằm ở khâu làm phách và khớp phách, tuyệt đối không có dấu hiệu của tiêu cực. Sự cố đã gây hoán vị điểm số của 12 cặp thí sinh tại Hội đồng Trung học Phổ thông An Dương và Trung học Phổ thông Quốc Tuấn, thay vì 8 cặp thí sinh như đã thông tin trước đó. Để giải quyết sự việc, Sở Giáo dục và Đào tạo đã trả lại điểm thực cho các thí sinh, tổ chức xin lỗi các thí sinh và gia đình thí sinh, đồng thời tiến hành kế hoạch xử lý, kỷ luật 8 cá nhân trực tiếp để xảy ra sự cố ghép nhầm phách. Theo kết quả này, sau khi 24 em nhận lại điểm thực, đã có 6 thí sinh từ không trúng tuyển thành trúng tuyển và 6 thí sinh từ trúng tuyển thành không trúng tuyển. Vâng, một sự cố tưởng là nhỏ nhưng hệ lụy lại vô cùng lớn, nhất là sự thiếu trách nhiệm trong công việc của một số người lớn đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý của học sinh. Bệnh sốt xuất huyết đang lây lan nhanh ở nhiều địa phương trong cả nước. Tại Hải Phòng, bệnh xuất hiện từ cuối tháng 4 nhưng có dấu hiệu lây lan nhanh từ cuối tháng 6. Đến nay, toàn thành phố có hơn 200 người được khám điều trị sốt xuất huyết tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố. Đã có 14 trên 15 quận huyện trên địa bàn thành phố có bệnh nhân sốt xuất huyết. Quận Ngô Quyền có số người nhiễm bệnh cao nhất, chiếm gần 50% số ca bệnh của toàn thành phố. Mới đây, Bộ Y tế đã yêu cầu các địa phương cần có những biện pháp cấp bách phòng chống sốt xuất huyết, giảm số ca mắc, hạn chế tử vong, khuyến cáo các gia đình tích cực thực hiện các giải pháp diệt loang quang, bọ gậy. Khi bị sốt thì cần đến ngay cơ sở y tế để được khám và tư vấn điều trị và không nên tự điều trị tại nhà. Bám đuôi, đâm cần barrier vượt trạm để trốn phí BOT là tình trạng đang diễn ra phổ biến tại trạm thu phí BOT Tiên Cựu trên quốc lộ 10. Mặc dù đã áp dụng nhiều biện pháp bao gồm cả việc xử lý hành chính, nhưng theo Ban Quản lý trạm thu phí BOT Tiên Cựu, tình trạng trên không những không giảm mà còn có chiều hướng gia tăng trong thời gian gần đây. Một số trường hợp lái xe manh động sẵn sàng đâm va để trốn chạy lực lượng chức năng, thậm chí là hành hung cán bộ nhân viên thu phí. Phản ánh của phóng viên thời sự. Đây là những hình ảnh xe ô tô bám đuôi vượt trạm thu phí BOT Tiên Cựu do camera giám sát của trạm thu phí ghi lại trong thời gian gần đây. Nguy hiểm hơn, nhiều phương tiện còn liều lĩnh húc đổ tấm chắn phân làn, đâm cần barrier để vượt trạm. Không chỉ làm hư hỏng cơ sở vật chất,
mà còn đe dọa sự an toàn của cán bộ nhân viên thu phí. Rất là phức tạp. Từ khi bắt đầu vào hoạt động thì là đã có tình trạng đó, tỷ lệ một ngày còn nhiều lên. Thường thường là chập tối và sáng, và ban ngày cũng có nhưng mà hiện tượng đó ít hơn ban đêm. Thống kê, tại trạm thu phí BOT Tiền Cựu, chỉ trong 2 tháng 5 và tháng 6 năm nay, có gần 2.700 xe bám đuôi đâm cần barrier nhằm trốn phí. Trong số này, có hơn 2.100 vụ bám đuôi và gần 600 vụ đâm cần barrier. Trong tuần đầu tiên của tháng 7, cũng có tới 250 vụ bám đuôi và gần 100 vụ đâm cần vượt trạm, gây thất thu cho doanh nghiệp khoảng 350 triệu đồng. Với chủ đầu tư đã phối hợp với bên sở vận tải và chỗ bên công an thành phố, sau đợt tới thì sẽ vào cuộc và sẽ làm dứt điểm. Trước tình trạng trên, nhà đầu tư công ty cổ phần Taxco đã phối hợp với công ty thu phí tự động không dừng VETC đưa ra nhiều biện pháp ngăn ngừa, giảm thiểu như tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm của lái xe trong việc trả phí đường bộ, gửi văn bản thông báo cho các doanh nghiệp có phương tiện vi phạm từ 5 lần trở lên, đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng bắt giữ những xe vi phạm và xử lý hành chính. Được biết, trong khoảng thời gian từ ngày 15 đến ngày 30 tháng 6, lực lượng chức năng đã bắt giữ 20 phương tiện thường xuyên bám đuôi đâm cần, thu hồi số tiền trốn phí gần 25 triệu đồng. Do tất cả các xe bám đuôi đâm cần barrier vượt trạm trốn phí đều bị camera giám sát ghi lại, nên việc truy tìm chủ phương tiện và người lái không quá khó đối với cơ quan chức năng. Tuyên truyền có, nhắc nhở có, xử lý hành chính cũng có. Thế nhưng, vì sao tình trạng trên vẫn tiếp diễn? Giải pháp nào để giảm thiểu, tránh thất thu cho nhà đầu tư và bảo đảm sự nghiêm minh của pháp luật? Chúng tôi sẽ tiếp tục quay trở lại vấn đề này trong các chương trình thời sự tiếp theo. Thông qua đường dây nóng 0889 870 870 của Ban Thời sự, sau khi chúng tôi thông tin về việc nguồn nước sinh hoạt của người dân tại xã Vĩnh An, huyện Vĩnh Bảo không bảo đảm, cũng như những vướng mắc trong thủ tục pháp lý giữa chính quyền địa phương với doanh nghiệp. Trong tuần vừa qua, huyện Vĩnh Bảo và các bên liên quan đã phối hợp giải quyết với những kết quả tích cực về sự việc trên. Ngay sau khi chúng tôi phản ánh về tình trạng nước sinh hoạt chưa bảo đảm của người dân đang sinh sống tại xóm Cầu Thượng, thôn An Cầu, xã Vĩnh An, huyện Vĩnh Bảo, cùng những khó khăn vướng mắc của chính quyền địa phương với doanh nghiệp cung cấp nước trên địa bàn xã Vĩnh An, trong tuần qua, Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Bảo đã tổ chức cuộc họp với các bên liên quan trên tinh thần tôn trọng quyền lợi chính đáng của nhân dân và giải quyết đúng quy định của pháp luật. Với điều kiện thực tế của địa phương cùng sự hỗ trợ của công ty cổ phần cấp nước Hải Phòng, trong tuần tới, nhà máy nước số 2 Vĩnh Bảo sẽ hoàn tất thủ tục để cung cấp nước cho người dân xã Vĩnh An. Và công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ thương mại Hùng Kim sẽ là đại lý cấp 2 của công ty cổ phần cấp nước Hải Phòng tại xã Vĩnh An. Đây là tín hiệu vui đối với bà con nhân dân tại đây. Hy vọng rằng nguồn nước sinh hoạt cung cấp cho người dân tại nông thôn được bảo đảm an toàn, chất lượng, góp phần đáp ứng tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Từ ngày mai 22 tháng 7, thí sinh cả nước bắt đầu điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học cao đẳng. Do vậy, thí sinh cần nắm vững thông tin về giai đoạn điều chỉnh nguyện vọng cũng như ngưỡng điểm xét tuyển tối thiểu của các trường đại học và các ngành học mà mình quan tâm. Bên cạnh đó thì cũng cần biết quy định điều chỉnh, các nguyên tắc an toàn để điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển sao cho hiệu quả nhất, nắm chắc cơ hội vào đại học cho mình. Chỉ được điều chỉnh nguyện vọng một lần duy nhất bằng cách thực hiện online tại cổng thông tin thi trung học phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hạn cuối đến 17 giờ ngày 29 tháng 7, hoặc điều chỉnh trực tiếp bằng phiếu tại nơi đăng ký dự thi, hạn cuối đến 17 giờ ngày 31 tháng 7. Hình thức điều chỉnh online chỉ được chấp nhận khi tổng số lượng nguyện vọng không thay đổi. Trong trường hợp số lượng nguyện vọng thay đổi thì phải thực hiện điều chỉnh trực tiếp tại nơi đã đăng ký dự thi. Thí sinh có thể thay đổi thứ tự nguyện vọng, thay đổi tổ hợp xét tuyển, đăng ký thêm nguyện vọng. Tuy nhiên, chỉ được xét trúng tuyển một nguyện vọng cao nhất nên cần dành ưu tiên nguyện vọng cho những ngành học, trường đại học mà mình yêu thích. Không giới hạn số lượng nguyện vọng khi điều chỉnh. Thí sinh có thể điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển dựa trên ngưỡng điểm xét tuyển tối thiểu mà các trường đại học công bố. Hãy tham khảo điểm chuẩn của trường trong 2 đến 3 năm liên tiếp để có thể đánh giá được khả năng trúng tuyển của mình. Với quy chế không giới hạn số lượng nguyện vọng đăng ký nhưng chỉ xét trúng tuyển một nguyện vọng cao nhất, thí sinh nên dành các nguyện vọng đầu tiên cho ngành học, trường đại học mà mình yêu thích, đồng thời đặt thêm nguyện vọng vào các trường thường có điểm chuẩn thấp hơn để dự phòng. Ngoài ra, thí sinh có thể tham khảo những ngành gần với lĩnh vực mà mình quan tâm hoặc các ngành mới với tỷ lệ chọi không quá cao. Cùng với điều chỉnh nguyện vọng hợp lý, chọn thêm phương thức xét tuyển cũng là giải pháp hiệu quả để tăng thêm cơ hội vào đại học.
Trong đó, xét tuyển học bạ là giải pháp đầu tiên cho thí sinh có học lực tốt nhưng điểm thi không được như ý, giúp các bạn có thêm cơ hội học đúng ngành đam mê. Hồ sơ xét tuyển học bạ khá đơn giản, gồm phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu, bản photo công chứng học bạ trung học phổ thông và bản photo công chứng giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, nên thí sinh có thể hoàn thành xét tuyển nhanh chóng. Thời gian gần đây, liên tiếp các vụ đuối nước thương tâm ở trẻ em khiến chúng ta không khỏi đau lòng. Đuối nước xảy ra ở nhiều tình huống khác nhau, thậm chí ngay cả khi đã có người lớn đi theo sát các em ở bể bơi. Để phòng tránh tình trạng đuối nước ở trẻ em trong dịp hè, cần lưu ý những điểm sau. Những nơi có nguy cơ xảy ra đuối nước hiện nay mà người lớn không thể chủ quan. Môi trường bên ngoài như biển sông, ao hồ, bể bơi, ruộng lúa nước. Môi trường nguy hiểm từ trong nhà như bể cá, bồn tắm, thùng nước, thậm chí máy giặt và ở cả các vại nước mưa, nước giếng, nhất là khu vực nông thôn. Nguyên nhân dẫn đến cái đuối nước ấy thì có nhiều. Thứ nhất là vấn đề quan sát của phụ huynh học sinh không để ý. Chúng ta có thể là dẫn tới ra những cái khu vực nguy hiểm, ví dụ như mép nước, bờ sông, bờ ao hoặc bãi biển. Chúng ta tắm không có sự kiểm soát. Vấn đề thứ hai nữa là do chúng ta không biết bơi. Nguyên nhân nữa là có thể là do chúng ta coi như là không chấp hành những cái quy định an toàn của bể bơi cũng như là giao thông đường thủy. Để tránh các tai nạn đuối nước xảy ra cần chú ý, tránh xa các dòng chảy xa bờ, tuyệt đối không xuống nước nếu không biết bơi. Trang bị áo phao khi di chuyển trên vùng sông nước. Đặc biệt khi đến bể bơi, cần chú ý độ sâu của bể và không chạy nhảy quanh thành bể bơi. Theo báo cáo của Cục Quản lý Môi trường Y tế, Bộ Y tế, trung bình mỗi ngày nước ta có 8 trẻ em tử vong do đuối nước. Tử vong do đuối nước hiện chiếm 50% trong tai nạn thương tích. Tình trạng đuối nước ở trẻ em tuy đã giảm so với 10 năm trước, nhưng hiện vẫn ở mức cao. Do vậy, dạy bơi, học bơi là giải pháp tốt nhất giảm thiểu tình trạng đuối nước ở trẻ em. Bơi không chỉ là môn thể thao mà còn là kỹ năng sinh tồn. Việc phổ cập học bơi tại những nơi có điều kiện là rất cần thiết để thực sự trở thành một môn học trong chương trình giáo dục trẻ em. Quý vị và các bạn vừa theo dõi mục Theo dòng thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Mọi thông tin cần phản ánh, mời quý vị và các bạn liên hệ qua đường dây nóng của Ban Thời sự 0889 870 870. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình. Nhằm bảo đảm chất lượng sát hạch cấp giấy phép lái xe, Tổng cục Đường bộ Việt Nam sẽ triển khai thí điểm việc kết nối dữ liệu hình ảnh trực tiếp từ các trung tâm sát hạch lái xe thuộc 4 sở giao thông vận tải là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Hải Phòng qua hệ thống camera. Theo đó, các trung tâm sát hạch lái xe sẽ lắp đặt camera để giám sát trực tiếp phòng sát hạch lý thuyết, bảo đảm quan sát toàn bộ phòng không bị góc khuất, giám sát ở các vị trí sân sát hạch lái xe như vị trí xuất phát, vị trí dừng và khởi hành xe trên dốc, vị trí qua vệt bánh xe, vị trí qua ngã tư, vị trí ghép xe vào nơi đỗ và các vị trí cần thiết khác. Hệ thống camera này có đường kết nối Internet để kết nối hình ảnh từ Trung tâm Sát hạch lái xe đến Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Căn cứ vào kết quả thực hiện thí điểm, Tổng cục Đường bộ Việt Nam sẽ tổng hợp đánh giá, báo cáo Bộ Giao thông Vận tải tiếp tục triển khai lắp đặt camera trên toàn bộ các trung tâm sát hạch lái xe trên toàn quốc. Thưa quý vị và các bạn, UBND thành phố tiến hành lấy ý kiến nhân dân đối với một tập thể và một cá nhân đề nghị Thủ tướng Chính phủ xét trình Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng 3, gồm 1. Cán bộ nhân dân và lực lượng vũ trang thành phố Hải Phòng, 2. Ông Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng, đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019. Ý kiến gửi về UBND thành phố qua ban thi đua khen thưởng, địa chỉ số 15 Hoàng Diệu, quận Hồng Bàng, Hải Phòng, điện thoại liên hệ 02253-747-154, fax 02253-746-837. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin dự báo thời tiết khu vực Hải Phòng đêm nay và ngày mai sẽ kết thúc chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thưa quý vị và các bạn, oi nóng là cảm giác của mọi người trong suốt 2 ngày cuối tuần. Ngày mai thời tiết vẫn oi bức, chỉ số tia UV cực trị ở mức nguy hại cao đến rất cao với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.
nên người dân cần chú ý che chắn khi ra đường vào giờ cao điểm, uống nhiều nước và bổ sung dinh dưỡng để tránh bị sốc nhiệt. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Đông Bắc, khả năng từ ngày 23 tháng 7 tại khu vực Bắc Bộ thiết lập một vùng xoáy thấp ở bề mặt hoạt động mạnh về đêm và sáng, ban ngày suy yếu. Với bản chất hoạt động như vậy, sẽ gây mưa chủ yếu về đêm và sáng. Riêng khu vực Hải Phòng từ 23 đến 26 tháng 7 có thể có mưa dông diện rộng, mưa vừa, cục bộ, có điểm mưa to, tập trung về đêm đến sáng, trưa chiều trời giảm mưa. Trong cơn mưa dông cần đề phòng có sấm sét, gió giật mạnh và ngập lụt tại các khu vực trũng thấp. Còn ngay sau đây sẽ là dự báo chi tiết tại khu vực thành phố Hải Phòng đêm nay và ngày mai.